Hello anh em, cảm ơn em. Đây là em Triumph T120 ha, xe đi lướt và xe này đời 2022. Hôm nay mình cũng có về thêm một em nữa, cũng là một T120 luôn, đời 2022 nhưng mà nó là cái màu xanh trắng nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ quay cho anh em. Thì hiện tại thì cả hai em xe T120 này thì có giá bán là 400 mấy chục triệu thôi. Đấy, chưa đến 500 triệu nha anh em. Và xe thì cũng lướt rất là đẹp. Em này là 1.800 cây ha. Xe màu đỏ này là 1.800 cây, xe zin luôn. Và đây là chiếc T120 đời 2022, nhưng mà nó là cái màu trắng xanh, xanh trắng ha. Và bình xăng của nó là ở bên trên là màu trắng, ở bên dưới là màu xanh, về màu xanh, về trước sau màu xanh, cốp thì màu đen. Đó, em này là đi lanh quanh khoảng 1.200 cây thôi, đi ít hơn chiếc màu đỏ luôn. Xe thì cũng còn len keng, đẹp như mới. Thì chiếc xe này tại vì đây là một chiếc xe zin thôi, chủ đi cà phê với dựng ở nhà là nhiều chứ không có đi, cho nên xe nó rất là ít đi và cũng còn rất là đẹp. T120 thì vẫn là trang bị phanh đĩa kép phía đằng trước cũng như là có ABS nha nè, ABS traction control đầy đủ, cũng như là xe này thì nó cũng có trang bị phanh Rambo phía đằng trước, heo Rambo theo kiểu classic, nhìn nó cũng khá là hợp với chiếc xe. Xe thì trang bị vành căm nang hoa. Vành này nó là vành nhôm nha anh em, vành nhôm màu bạc nhìn rất là đẹp. Vành này thì nó chỉ có đánh bóng lên thôi chứ nó không có sơn si giống như là những đời trước 20. Đầu đèn xe vẫn là kiểu tròn và có đèn led định vị ở bên trong nha. Em này cũng có giá bán là 400 mấy chục triệu, đắt hơn em kia tí xíu. Thì anh em nào quan tâm một trong hai chiếc xe T120 thì anh em cứ liên hệ nha. Xe thì rất là đẹp và yên thì yên phẳng, ngồi cũng rất là dễ ngồi, dễ chịu. Đó, em nó thì trang bị bô đôi hai bên luôn, máy 1200cc và cho công suất là vào khoảng 89 mã ha. Và kế bên cũng có một em classic của đây là dòng Aprilia V9 Bobber. Đó, kiểu xe này nó lại đánh vào kiểu dáng Bobber nha. Đó, nhưng mà nó thì mình cũng thấy nó tương tự với dòng của Triumph, kiểu cũng classic, máy V. Em này là sử dụng máy V ha, dẫn động là trục cắt đăng. Em này thì nó khá là mắc, em này cũng đi lướt luôn, đi lướt cũng khá ít. Và đây là cái phiên bản kỷ niệm 100 năm. Sorry anh em nha, lúc nãy mình nói của Aprilia thì nó không phải nha, nó là của Moto Guzzi. Đây là dòng xe của Guzzi, máy V. Em Guzzi V9 Bobber này thì nó cũng trang bị đầu đèn tròn full LED nha, và nó cũng có đèn định vị ban ngày, kiểu tự như là cánh chim, giống như là cái logo ở trên bình xăng đó nè. Và đây là cái phiên bản kỷ niệm 100 năm nè, sản xuất từ năm 1921 cho tới bây giờ thì cái hãng này nó được 100 năm rồi ha. Xe này đời 2021 nha anh em. Xe này nó cũng kiểu tương đối là độc lạ ha, thì nó cũng chung mâm với dòng Triumph T100 đó nè. Thì chiếc xe này bán lại có giá là chưa đến 300, 200 mấy chục triệu thôi, gần 300 nha anh em. Thì anh em nào quan tâm tới chiếc Moto Guzzi phong cách lạ thì anh em có thể liên hệ nha.